vùng trồng quế của tỉnh Yên Bái. Thời điểm này, bà con đang thu hoạch quế để xuất bán. Trước đây, quế được bán cho các thương lái, nhưng mấy năm trở lại đây, bà con được các nhà máy trên địa bàn bao tiêu đổ ra. Tuy nhiên, để bán được cho nhà máy, cách trồng cũng phải được chuyển từ truyền thống sang hữu cơ. Theo cái điều kiện của người thu mua, như là trồng bây giờ là không sử dụng thuốc trừ cỏ, không sử dụng thuốc trừ sâu và hạn chế sử dụng phân bón hóa học. Và trong quá trình thu hoạch thì phải là đảm bảo đúng theo cái chất lượng của yêu cầu của đơn vị thu mua. Theo các hộ trồng quế, nhờ trồng quế hữu cơ đáp ứng được yêu cầu từ đơn vị thu mua nên giá trị sản phẩm đã cao hơn khoảng 50% so với sản phẩm quế truyền thống. Quế hôm nay thì chúng tôi bóc hôm nay thì sớm mai mới mang đi bán, có bao nhiêu thì công ty nhập bấy nhiêu. Năm nay chúng tôi bán là 32.000 đồng một cân, còn cái loại trung bình thì bán 27-28.000 đồng một cân, còn cái loại C thì bán 18.000 một cân. Cả nước hiện có hơn 600 công ty hoạt động trong lĩnh vực gia vị và hương liệu ở nhiều quy mô. Đại diện các doanh nghiệp cho biết, trong và sau khi đại dịch COVID-19 xảy ra, không chỉ giá quế tăng mà giá hoa hồi khô và tươi cũng tăng từ 20 đến 50% so với năm 2020. Do đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường nhập khẩu nên các đơn hàng và sản lượng xuất khẩu đều tăng. Trước khi khách hàng đặt thì chúng tôi có đưa ra những cái mẫu, có nghĩa là để đảm bảo cái đặc tính của sản phẩm này, cái chất lượng của sản phẩm đúng theo yêu cầu của khách hàng, và cái mẫu đấy sẽ được kiểm nghiệm ở một đơn vị thứ ba. Sau đại dịch thì nhu cầu của các sản phẩm sạch, các sản phẩm đủ tiêu chuẩn của các nước được tăng. Khi mà xuất khẩu các mặt hàng được tiêu chuẩn cao ấy, thì chúng tôi thường hướng đến tất cả những nước mà ví dụ như EU, Nhật, Hàn Quốc. Theo Hiệp hội Gia vị Thế giới, Việt Nam sở hữu loại cây gia vị quý với sản lượng hàng năm thuộc top đầu thế giới là cây quế và hồi. Cụ thể, sản lượng hồi của Việt Nam đứng thứ 2 và sản lượng quế đứng thứ 3 trên thế giới và được nhiều thị trường săn đón, thu về mỗi năm hàng trăm triệu đô la Mỹ.